Đường hẹp, khúc cua, che khuất tầm nhìn. Đây lại là tuyến đường liên xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hai bên đoạn đường đang là điểm đen giao thông, có 6 gia đình sinh sống. Những lần gặp mặt giữa chính quyền địa phương với các hộ dân không phải là buổi làm việc giữa cán bộ với dân, mà đúng nghĩa là cuộc trò chuyện chân tình của những người cùng làng, cùng xã. Đề xuất mở rộng đường mà chính quyền địa phương đưa ra, vì vậy dễ thuyết phục các gia đình. Cả 6 hộ đều tự nguyện nhường đất mở đường. Thời buổi bây giờ là một tấc đất là tấc vàng, nhưng mà đường giao thông trước nhà thì nó hẹp, mà xe cộ bây giờ càng ngày càng nhiều. Cho nên là tôi đồng ý hiến đất để mà mở rộng cái giao thông cho ra thông thoáng. Xã Ninh Quang có đến 9 thôn với hơn 14.000 dân. Ông Bình, trưởng thôn Thạch Thành, giờ như là người nhà của 30 hộ gia đình xóm Gò Quýt. Vận động, bàn bạc cùng người dân trong xóm và cuối cùng năm ngoái đã có được con đường hơn 700m, chấm dứt cảnh không có đường đi. Nói chung là ở đây là bà con ở đây người ta tự nguyện hiến cho cái đất, đụng ai đụng thì cứ thụt vô, rồi làm đỡ mà tự gì có con đường mà. Dỡ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nó từ chỗ đó là học hỏi bác từ câu nói đó, nên mình gần gũi dân. Đó trước khi là gần gũi dân là mình muốn một cái vấn đề gì cho làng xóm thì cũng vận động từ dân. Năm 2014, xã Ninh Quang về đích nông thôn mới, và đến năm 2020 đạt các tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Một trong những thành công là hoàn thiện giao thông nông thôn. Theo lời dạy của bác, lấy dân làm gốc. Từ đó là công tác tuyên truyền vận động của Ủy ban dân xã đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp và tuyên truyền rộng khắp đến bà con nhân dân. Bà con đã ủng hộ rất là nhiều và cái sự thành công đó là sự ủng hộ của nhân dân. Hiến đất mở rộng đường để xóa những điểm đen tai nạn giờ đã là chuyện bình thường với người dân vùng quê Ninh Quang. Có được như vậy bởi người dân tin vào những chủ trương mà chính quyền địa phương đưa ra khi những chủ trương ấy hợp với mong muốn của mọi người.